Kính chào quý vị khán thính giả đài SET. Chúng tôi là Phạm Đặng Long Cơ thuộc tổ hợp y tế Bonsai Medical Group, EMVI Bonsai Medical Group, MVCare Health Network và OneCare Connect. Nếu quý vị có bảo hiểm Activa, WellCare, Central Health và United Healthcare, xin quý vị nhớ chọn tổ hợp y tế EMVI/Bonsai Medical Group để anh em chúng tôi có thể được săn sóc cho quý vị khỏe mạnh cũng như lúc đó ốm. Xin cảm ơn quý vị. Hôm nay là chúng tôi xin phép được trở lại với quý vị trong bản tin tức y khoa hàng tuần của chúng tôi. Cái đề tài của ngày hôm nay có hai cái đề tài quan trọng. Thứ nhất là thực phẩm và đời sống. Chúng ta muốn khỏe mạnh, muốn trí óc minh mẫn, chúng ta ít muốn bị thực sự ra là cái thực phẩm của chúng ta và cái cuộc sống của chúng ta như thế nào thì nó sẽ rất ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ nói với quý vị. Và cái thứ hai, chúng tôi sẽ tiếp tục với cái đề tài ung thư nhĩ bộ tuyến mà chúng tôi đã mở đầu cho quý vị trong tuần trước. Sau này nó có những cái tin tức mà chúng tôi nghĩ nó phải bổ túc cho cái bản tin tuần trước của trong tờ New England Journal of Medicine theo một cái thống kê ở bên United Kingdom, tức là bên Anh. Đầu tiên là chúng tôi nói quý vị làm thế nào để được trẻ mãi, trí óc minh mẫn và không có già. Lẽ nhiên chúng ta phải già chứ, chúng ta không thể nào mà già giống như là 100 tuổi mà giống như một người thanh niên 50 tuổi thì không được. Chúng ta phải già đi, nhưng mà chúng ta sẽ có sức khỏe tốt đến khi chúng ta 80, 90 tuổi. Chúng ta sẽ ra đi. Thưa quý vị, thứ nhất chúng ta phải ăn thực phẩm có nhiều chất rau nhiều, tức là ăn antioxidant để chống lại ung thư và viêm. Trong cơ thể chúng ta, nếu chúng ta bị viêm đấy, inflammation đấy, thì những mạch máu chúng ta nó dễ bị nghẹt lại, do đó chúng ta dễ bị stroke, chúng ta bị heart attack và chúng ta nguy hiểm. Và chúng ta phải ăn những cái thực phẩm gì mà nó có nhiều antioxidant, tức là có nhiều chất kháng thể chống lại trong đó. Thưa quý vị, uống nước trà xanh thì sẽ giảm ung thư bao tử. Quý vị nhìn cái màn hình của chúng tôi đây, quý vị thấy healthy brain, tức là quý vị ăn Mediterranean. Quý vị ăn uống supplement chứ nào có nhiều chất resveratrol. Resveratrol là cái chất mà người ta thấy ở trong rượu đỏ. Cái chất nó làm chúng ta trẻ lâu. Thuốc thỉnh thoảng chúng ta nên tập nhịn đói. Một ít nữa gọi là fasting, có thể làm intermittent fasting. Intermittent fasting là nguyên tắc nó thế này. Nếu quý vị ăn thì quý vị lâu lâu có thể một tuần lễ quý vị giống như ở bên đạo Phật thì người ta có thể ăn chay, trong bên đạo Hồi giáo Ramadan thì lâu lâu trong một tháng một năm người ta có một cái mùa tuần người ta không ăn gì cả, đến tối người ta mới được ăn, mặt trời lặn ta mới ăn. Bên đạo Phật như vậy, ngày rằm hay là mùng một đấy thì người ta ăn bớt đi, ăn chay ăn bớt đi, thì cái đó nó gọi là intermittent fasting. Còn bây giờ sau này thì ở bên Trung Hoa cũng như ở bên Hoa Kỳ, từ phát xuất từ đại học UC San Diego thì người ta khuyên chúng ta là nếu chúng ta ăn như thường, đừng ăn nhiều quá. Ăn như thường, khoảng thời gian của chúng ta là 10 tiếng đồng hồ, nghĩa là quý vị ăn sáng 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều là quý vị không được ăn nữa, 10 tiếng. Tại sao vậy? Sau 10 tiếng đó quý vị không ăn nữa, tức là quý vị fasting đấy. Tức là từ 6 giờ chiều đến 8 giờ sáng hôm sau, tức là 14 tiếng quý vị ạ. Quý vị được, trong 14 tiếng thì quý vị không ăn nữa thì cơ thể quý vị nó sẽ đốt cái mỡ quý vị ra, nó sẽ làm bớt thải bớt chất độc của quý vị ra, cho nó tốt cho quý vị. Nó gọi là fasting. Thì cũng rất là tốt. Quý vị phải tránh stress. Quý vị đừng có stress nhiều quá thì nó sẽ không tốt. Thế bây giờ chúng tôi nói đó là cái ăn, nhưng mà còn nếu quý vị muốn bớt antibody thì quý vị phải ăn Mediterranean diet. Mediterranean diet tức là giản dị, giống như người Việt Nam chúng ta ăn chay, chúng ta ăn ngũ cốc thô nhiều, giống như là gạo nâu này, ăn oatmeal này, chúng ta ăn bánh mì thì bánh mì của chúng ta là whole wheat bread này. Và chúng ta phải làm sao nó thử trên 60.000 người cao niên, thì khi người ta thấy rằng nếu chúng ta ăn theo kiểu Địa Trung Hải, tức là ăn rau ăn trái cây, bớt ăn thịt đỏ đi, bớt uống rượu đi, chúng ta ăn gà, ăn cá, ăn đồ biển, thì chúng ta sẽ giảm được 25% xác suất bị chúng ta bị bệnh tim mạch. Ở các bà, đó là tờ báo Journal of Heart ngày 14 tháng 3 năm 2023, và trong 760.000 người nó thử trong vòng 12.5 year, thì thấy rằng nếu chúng ta ăn Mediterranean thì chúng ta sẽ giảm được xác suất bị bệnh tim mạch 24%, giảm được xác suất 23% chết vì bất cứ lý do nào đó, và giảm xuống được 25% bị stroke. Nên quý vị thấy quan trọng lắm. Tôi là bản thân tôi cũng già rồi, thuộc loại già rồi. Tôi sợ nhất là bị stroke quý vị ạ. Thì nếu mà heart attack mình lăn quay mình chết, mình đâu có biết, thì mình chỉ buồn. Lúc đó mình thoáng chắc có lẽ mình sẽ nghĩ lung tung, nhưng mà mình chỉ thoáng mình đi mất rồi. Vì cái Mediterranean tức là đồ ăn nó có nhiều rau trái cây, nhiều đồ tươi đó, vì nó chứa nhiều antioxidant và chứa nhiều microbiome, nó sẽ làm
giúp cho cái tế bào ở những con vi trùng ở trong ruột chúng ta nó nuôi sống tốt. Bởi vậy chúng ta sẽ ăn đi cầu điều hòa, chúng ta sẽ đỡ bị bệnh, tiêu hóa thưa quý vị. Nó sẽ giảm ngừa viêm của chúng ta, nhất là chúng ta ăn những cái gì mà nó low glycemic index, nghĩa là chúng ta ăn những gì đừng có ngọt quá, refined glycemic index. Thí dụ như quý vị ăn bánh mì thì glycemic index nó còn cao, quý vị ăn khoai lang, khoai tím thì glycemic index nó rất thấp. Chúng ta ăn những cái gì có nhiều omega 3 fatty acid giống như đồ biển này quý vị ạ, và high fiber giống như gạo nâu, bánh mì whole wheat bread, ăn khoai lang, khoai giỏ, nó nhiều chất sợi thì tốt cho chúng ta. Theo tờ báo Neurology thì nó thấy rằng là khi chúng ta làm autopsy những người già ấy, thì chúng ta thấy rằng những người đó nếu chúng ta ăn plant-based diet, tức là ăn rau, ăn cỏ, ăn bean rất nhiều đó, thì chúng ta sẽ ít bị bệnh Alzheimer's disease. Rồi khi quý vị về già, quý vị phải tập thể dục, quý vị nhìn cái hình tập thể chạy bộ, cử tạ. Nếu không có chạy bộ được thì cử tập tạ 10 pound, 5 pound, hít đất, bơi cái thứ, đạp xe đạp, thì quý vị sẽ giữ khỏe tốt và quý vị sẽ ăn uống cẩn thận, uống nước lọc, đừng uống nước ngọt nhiều quá. Ăn trái cây thì rất tốt cho quý vị. Còn làm thế nào để được trẻ mãi? Câu hỏi là tôi vẫn thắc mắc cho quý vị. Thực sự trẻ mãi là quý vị phải ăn uống điều độ và phải ăn những đồ ăn thực phẩm tươi, rau cỏ, trái cây tươi, nó nhiều chất antioxidant, nó chống lại chất viêm trong cơ thể chúng ta, cho nó làm chúng ta lâu già. Và chúng ta phải uống nước trà xanh, nếu có thể được trà xanh của người Á Châu mình rất là bổ quý vị ạ. Nó chống lại ung thư bao tử và nó là antioxidant mạnh lắm, nó làm cho chúng ta điều hòa. Do đó giữa trà xanh với cà phê thì người ta thấy trà xanh của chúng ta tốt hơn là cà phê. Cà phê quý vị uống nhiều sẽ hại, trà xanh quý vị uống không uống nhiều, có đâu ai uống rượu nhiều đâu, mà uống nó sẽ tốt cho quý vị. Quý vị ạ, uống thuốc supplement, uống thuốc bổ thì làm sao mà kiếm cái chất resveratrol, là cái chất lấy từ rượu vang mà ra. Quý vị thỉnh thoảng nên thực tập nhịn đói, fasting mà như tôi vừa nói quý vị, là tức là ăn trong vòng 10 tiếng thì quý vị sẽ đỡ. Chính bản thân tôi khi mà tôi ăn trong 10 tiếng tôi sẽ ốm, không có mập lên được, không mập được chứ không phải ốm đi. Nó chỉ giữ cho chúng ta ở trong cái mức đó mà nó không mập lên được. Do đó tôi khuyên những bệnh nhân mà tiểu đường của chúng tôi nó đều phải cố gắng làm sao ăn sau chỉ trong vòng 10 tiếng thôi. Sau 10 tiếng đấy thì quý vị đừng ăn nữa, bởi vì nếu quý vị ăn hoài thì cơ thể quý vị nó làm việc hoài thì quý vị mau già ấy, chẳng có gì cả. Tránh stress, tức là mình làm việc hay là mình gì cũng vậy, có những lúc mình phải thư giãn cho chính bản thân mình, tập yoga, tập thiền, đọc kinh, rồi thư giãn đi nhà thờ, đi nhà chùa, để cho trong lúc mình vào trong nhà thờ, nhà chùa thì mình sẽ thư giãn trong đó. Và tránh trược, chơi với bạn bè cũng vậy, đừng có khiêu khích ai, lên cơn điên mình nói người ta nói lại mình, hai mình giận nhau rồi thù nhau, khổ. Và chúng ta phải tập năng động, hoạt động, chạy bộ, thư giãn và sống hòa đồng với người xung quanh, thì chúng ta sẽ có những bạn bè, chúng ta sẽ đỡ buồn, đi hát, đi đánh đàn với nhau. Lẽ nhiên đi khám bệnh điều hòa, quý vị phải đi khám bệnh để người ta, người bác sĩ người ta biết quý vị có bị bệnh gì, và từ đó người ta sẽ chữa quý vị, và như vậy quý vị sẽ sống lâu hơn. Và nhớ đừng uống rượu. Ngày xưa chúng tôi nói quý vị là nếu đàn ông thì được cho phép mỗi ngày uống 2 ly rượu vang, đàn bà chỉ được uống 1 ly rượu vang thôi. Nhưng mà sau này người ta thấy rằng là quý vị uống 1 tí rượu quý vị cũng hay bị ung thư, do đó tốt nhất là không uống rượu. Bằng chứng bản thân của tôi, nói thật với quý vị, tôi là được người ta, bệnh nhân, tôi là người bác sĩ đã đẻ nổi tiếng mà rất bệnh nhân yêu quý rất lắm. Tôi hỏi cho tôi rượu đây nha, rượu vang, rượu mặn, biếu, không có gì, người nói bảo bác sĩ cơ giàu quá rồi không cho gì, chỉ cho rượu thôi. Tôi mà uống rượu đi, các quý vị mà cho tôi mà tôi uống thì tôi đã chết từ lâu, tôi đâu còn ngồi đây mà nói chuyện với quý vị nữa. Không bao giờ tôi uống cả, tôi chỉ uống hồi trẻ để có uống một tí. Hồi là bác sĩ quân y ở Việt Nam thì nhậu nhẹt với nhau thì có, sang đây uống một thời gian thì sau đó mình ngồi mình nghĩ mình nguy hiểm quá, mình uống nhiều như thế mình nghiện thì đời mình tan. Thấy mấy ông Mỹ nghiện hoài bị bệnh tan, tôi không uống rượu nữa. Và từ đó đi tôi khuyên quý vị đừng uống rượu quý vị ạ. Như vậy quý vị sẽ có sống sức khỏe tốt. Thế thường thường cái răng cái tóc là góc con người phải không quý vị? Tôi thì phải nói thú thật với quý vị, không hiểu sao tôi không rụng tóc, tôi vẫn chưa rụng tóc lắm. Thế nên tại sao? Tôi nghĩ rằng là có lẽ là vì tôi sống lành mạnh, ăn rau ăn trái cây, không uống rượu, không hút thuốc lá. Chỉ có mỗi cái không hút thuốc lá cho nó tóc tôi nó không rụng nhiều, nó vẫn còn. Cái ông thợ rất tóc tôi, ông khám tôi, ông cắt tóc tôi, ông bảo anh hên quá, tóc anh chưa rụng. Và thực sự và thưa quý vị, nó cũng là cái hên chứ không phải là thuốc gì đâu. Nhưng hôm nay tôi lại đọc cái bài này tôi lại thấy phải mang, bởi vì trước tôi đã nói với quý vị rồi, quý vị ăn uống cẩn thận thì nó sẽ ăn rau ăn trái cây nhiều thì nó sẽ tốt cho cái tóc của quý vị. Bây giờ nó thêm cái thuốc này, ông bác sĩ Pascal Foley, MD, PhD của Ronson University ở Pháp. Thì ông nói là những người nào phải uống methotrexate
tóc nó mọc nhiều. Thường thường quý vị rồi già, quý vị hay bị bệnh miễn nhiễm cái gì đấy, thì người bác sĩ người ta phải cho quý vị mà tôi đánh giá như quý vị uống cái đó, quý vị đỡ bị rụng tóc. Vậy nếu quý vị đang uống ấy, thì quý vị cứ tiếp tục uống, quý vị sẽ thấy tại sao mà tóc quý vị tốt. Nếu người bị rụng tóc rồi, nó có thể cho uống cái methotrexate low dose cộng với cái prednisone, cũng như chúng tôi cho quý vị uống cái minoxidil hay rogaine cái bôi lên tổng tóc. Đến đây chúng tôi xin phép tạm ngưng chương trình tại đây. Sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần thứ nhì của chương trình. Xin quý vị nhớ đừng rời máy. Già, chúng ta không tập thể dục, chúng ta ăn uống nhiều quá, thịt nhiều, nhậu nhẹt, ăn cưới, ăn tiệc tùng với bạn bè, các thanh niên, các ông đàn ông thì uống rượu, bia rồi nhậu, uống. Thì cái mỡ nó vào trong máu chúng ta, nó sẽ làm gạch mẹt thành máu chúng ta. Đôi khi chúng ta sẽ bị heart attack. Khi quý vị vào heart attack, người ta chụp mạch máu quý vị, người ta thấy có một cái ống, một cái mạch máu quý vị nghẹt, thì người ta sẽ để cái stent vào trong cái mạch máu quý vị, và để vào trong cái stent nó để nó thông cái mạch máu đó. Thì khi quý vị nhìn nó để cái stent để cho mạch máu chúng ta nó không nghẹt được nữa, thế thì nó phải cho chúng ta uống thuốc lõng máu. Thế nó sẽ cho chúng ta trong vòng 3 tháng sau đó uống aspirin cộng với thuốc Plavix. Thì khi chúng ta uống như thế, sau đó thì người ta bắt buộc người ta phải từ từ bỏ một thuốc đi, bởi vì quý vị uống hoài như thế nó có thể làm quý vị chảy máu nguy hiểm. Nó bỏ thuốc thì khi quý vị biết là sao, khi nó bỏ thuốc như thế, thì bây giờ người ta so sánh, một là uống aspirin, hai là uống Plavix. Hồi trước mình cho uống cả hai cái được, bây giờ mình sau mình giờ chỉ có uống một cái. Thì người ta thấy rằng nếu chúng ta cho uống cái Plavix, quý vị nhớ Plavix là clopidogrel, PLAVIX, cái thuốc đó là thuốc Plavix của ngày xưa. So với aspirin, thì người ta thấy rằng nếu quý vị uống Plavix nó tốt hơn là uống cái aspirin. Tại sao? Bởi vì cái aspirin nó có thể làm cho quý vị bị chảy máu, nguy hiểm cho quý vị. Do đó mà có một thời kỳ ngày xưa, thế chúng ta bị huyết áp cao hay chúng ta bị đường cao hay mỡ cao, người ta hay cho chúng ta uống aspirin, bây giờ chúng ta bỏ là vậy. Cái uống aspirin quý vị uống cái đó nó có thể nó có bị những biến chứng của nó, lở bao tử, chảy máu bao tử. Cái Plavix nó cũng chảy máu, chứng đầu nếu có đụng vào đâu nó cũng chảy máu, nhưng mà nó ít hơn là chúng ta uống aspirin. Do đó chúng ta nên uống Plavix, đó là cái lời khuyên là tờ báo trong tờ Circulation, Journal Circulation Practice Update ngày 20 tháng 1 năm 23. Cái điều giản dị mà những người phụ huynh phải nên biết, thực sự ra trong cái khắc khoải của chúng tôi là chúng ta làm sao để cái mắt cận thị của chúng ta nó đỡ bị nặng, càng ngày càng nặng. Bằng cứ chúng ta ăn rau, trái cây có vitamin E, vitamin D nhiều thì nó đỡ bị mắt. Chúng ta đừng có dí mắt vào trong cái computer nhiều quá. Nhiều khi chúng tôi coi computer phim hay quá, coi cả đêm, sáng mai dậy mắt nó mờ, rèm mắt ra rồi nhìn không được rõ lắm. Thế thì cái nhiễm rất cái quý vị nhìn cái hình nữa, quý vị thấy những người mà myopia thì nó ngắn lại, do chúng ta phải nhìn sát hơn chúng ta mới thấy được. Mà cái, thường thường nó bị bắt đầu từ lúc từ 6 tuổi đến 8 tuổi, đây là cái bằng chứng này nó cho chúng ta thấy được ở trong tờ JAMA của Ophthalmology, tức là cái tờ báo của Hội Y sĩ Hoa Kỳ. Thì nó lấy thống kê từ ở bên Trung Hoa thưa quý vị. Trước kỳ đại dịch 2019 thì trẻ con nó chơi nó đi, sau ngày 19-20 nữa thì lúc đó đại dịch ở bên Trung Hoa thì nó cách ly, nó gọi là house confinement, nó bắt các em bé ở trong nhà hết, không cho ra đường gì hết. Sau đó thì nó thấy rằng những em bé mà nó bắt ở nằm ở nhà thì cái mắt cận thị nặng hơn. Thế thì điều tra ra hóa là các cháu sẽ ngồi ở nhà chơi game, coi tivi nhiều. Thế sau đó đến năm 2021 rồi nó bắt đầu nó lại bỏ ra, nó lại không cấm nữa. Thì thấy cái số các em bé từ 6 đến 8 tuổi bị cận thị nó lại giảm xuống giống như trước 2019. Thế vậy nó kinh nghiệm rồi nó nói là như thế là rõ ràng là nếu mà mình lúc các cháu từ 6 tuổi đến 8 tuổi mình để cho các cháu sống ở ngoài chơi nhiều, đi học xong rồi đi chơi, xong nó về, nhất là cái lúc độ tuổi đó mà cùng mà giữ gìn cho các cháu đừng coi tivi nhiều quá thì các cháu sẽ đỡ bị cận thị. Trong cái này chừng một tháng chúng tôi cũng có một bài ở bên Hồng Kông, trường đại học Hồng Kông, người ta cũng làm cái test, người ta thử ra là các cháu mà ở nhà đấy thì người ta dò cái thuốc atropine, tức là cái thuốc là mở mắt 0.05, thì người ta thấy rằng các cháu nào mà nhỏ đó từ 6 đến 8 tuổi thì sau này ít bị bệnh cận thị, bị nhẹ thôi, ít bị cận thị hơn. Ở bên Mỹ người ta cũng thử 0.01 nhưng mà 0.01 không hiệu nghiệm bằng 0.05. Rồi các bác sĩ ở bên Mỹ cũng nói rằng có thể là chúng ta nên dùng cái đó, nhưng mà chưa chắc đâu quý vị, cái đó nó chỉ thử thí nghiệm thôi, nó chưa dám dùng ở ngoài. Quý vị đừng có nghe là bác sĩ dụ thế đi ra mua cái atropine 0.05 rồi dò mắt cho con mình, thì bác sĩ cơ không chịu trách nhiệm đâu. Mà thực sự ra nó cho mình biết rằng là cái tuổi đó là 6 đến 8 tuổi đừng cho các cháu coi tivi nhiều quá, cho các cháu ra ngoài đường đi chơi đi, cho các cháu đừng đọc dí sắt vào mắt nhiều quá.
ăn uống đầy đủ thì các cháu sẽ đỡ bị cận thị. Và như vậy khi các cháu về già, như một bác sĩ cơ của quý vị, tôi cũng gần 80 tuổi rồi mà tôi không có đeo kính, thực sự không phải đeo kính. Lái xe hơi ban đêm cũng không phải đeo kính. Thực sự chỉ khi nào mà đọc chữ nhỏ quá thì mới phải đeo kính lão thôi. Đó, nói cho quý vị biết để cẩn thận, nhớ là các cháu bé từ 6 đến 8 tuổi phải giữ gìn cẩn thận cho các cháu để các cháu không bị cận thị sau này. Bây giờ là nói về cái thêm một cái tin vui cho dành cho những người già. Trong đầu năm nay ấy, trong cái buổi nói chuyện trước lưỡng viện quốc hội thì ông tổng thống Biden ông có tuyên bố rằng là trong năm nay bắt đầu chúng tôi sẽ bắt lệnh là tất cả những pharmacy, những người Medicare chỉ trả maximum là 35 đồng một tháng tiền insulin thôi. Trước đây thì mỗi một người mà bị trích insulin, nhất là những người bị tiểu đường loại 1, thưa quý vị, mỗi một năm họ, mỗi một tháng họ phải trả trên 200-300 đồng tiền insulin. Do có năm trong năm ngoái trước đây đấy, ngay trong cái dưới thời của ông tổng thống Trump đó, tức là hồi đó kinh tế phồn thịnh, thì lúc đó có nhiều người trẻ không có bảo hiểm chết ở Colorado bởi vì không có đủ tiền thuốc insulin. Thì từ khi ra sau này thì báo chí đang dầm lên thì các hãng bảo hiểm nó thấy thế nó quê quá, thì nó nước Mỹ mà để cho người ta chết thì không đủ thuốc, thế thì nó cho lại. Nhưng bây giờ cái lệnh là như thế, thì trong tháng vừa rồi đó, thì hãng Eli Lilly nó cho phép là bây giờ nó kép lại cái giá tiền mỗi tháng quý vị trả tiền insulin chỉ tới 35 đồng thôi, nó giảm thuốc xuống 75% cho quý vị đủ tiền. Và nó nói rằng tất cả những người trẻ cũng sau này cũng được hưởng như vậy, tức đầu năm tới sẽ được hưởng như vậy, chứ không phải chỉ những người Medicare, là những người được hưởng Medicare của chính phủ trên 65 tuổi. Và những người trẻ, các bảo hiểm nó cũng chỉ cho quý vị chỉ cần trả 35 đồng một tháng thôi để quý vị có được thuốc insulin chích cho quý vị. Bây giờ thêm trong tuần này thì lại có thêm hai hãng thuốc nữa. Một cái hãng là Sanofi SA ở bên Âu Châu, bên Pháp, thì nó cũng giảm cái tiền giá của Lantus là insulin glargine, tức là long acting đó, cứ bị chích cho cô bệnh nhân một ngày một lần, buổi sáng hay buổi tối, thì cái số lượng insulin nó làm đều cho nó cái đường quý vị nó không lên cao quá. Thì cái này thưa quý vị, nó sẽ giảm giá xuống là 78%. Và như vậy tất cả thuốc gì mà của cái hãng Sanofi bây giờ nó chỉ mắc năm tới, đầu năm tới là quý vị chỉ trả tới 35 đồng mà thôi một tháng. Ngoài ra giảm 70% thuốc fasting acting insulin Apidra, APIDRA, cái thuốc này không thông dụng lắm nhưng mà thuốc rất tốt. Vì vậy nó cũng giảm xuống, nó chỉ bớt 70%, cho nó chúng ta chỉ giảm ít thôi. Nếu chúng ta có bảo hiểm chúng ta không phải trả Medicare thì nó sẽ đỡ cho chúng ta. Trước đây cái Lantus của quý vị giá nó là 438.07 đồng là prefill pen cái bút. Nhưng bây giờ và hoặc là nếu quý vị dùng một cái vial nó có 10 ml đó, thì 292.07 đồng. Với cái giảm giá này thì nó giá còn có 96 đồng và 64 đồng, quý vị thấy đỡ nhiều lắm mà không quý vị. Hãng Novo Nordisk cũng sẽ cắt ở bên Hoa Kỳ list price của nó, nhiều loại insulin giảm xuống 75% trong năm tới. Tức là tất cả mọi hãng thuốc nó bắt chước nhau, nó phải giảm xuống như vậy. Như vậy sẽ giúp cho bệnh nhân. Cái hãng Eli Lilly giảm 70%, Humalog và Humulin, cái thuốc này rất là common cho những người bị tiểu đường. Đó là theo đạo luật của Tổng thống Biden, Inflation Reduction Act. Năm ngoái, bây giờ đầu năm nay đó, thưa quý vị, như vậy năm nay thì đi các quý vị sẽ đỡ rất nhiều để phải trả tiền của thuốc insulin để chữa bệnh cho những người bị tiểu đường loại 2. Thế bây giờ để sắp sửa gần hết chương trình, chúng tôi sẽ nói chuyện thêm về ung thư nhiễm ở tuyến. Tại sao chúng tôi nói ung thư nhiễm ở tuyến? Bởi vì chế người chẳng nghĩ đến ta, thử sờ đến gáy xem ra ai gần. Tôi vẫn còn trẻ nhưng mà so với người già, tức là cũng gần 80 tuổi rồi, thì sợ nhất của chúng tôi là bị ung thư nhiễm ở tuyến. Sau này tôi đâu có thử nữa, tôi còn trẻ tôi thử hoài không sao, nhưng bây giờ sau này tôi không thử nữa, bởi vì tôi già rồi, nếu chẳng may tôi bị cho đi luôn, chữa còn chết mau nữa. Thế thì trong tuần vừa rồi chúng tôi có nói một bài lấy thống kê từ ở bên Anh, thưa quý vị, từ năm 1999 đến năm 2009 nó lấy một số bệnh nhân khoảng gần 100.000 người, 80.000 người. Thì trong đó sau 15 năm theo dõi thì nó thấy rằng là những người này có một số người bị ung thư nhiễm ở tuyến khoảng 2-3 ngàn người, hai mấy ngàn người, thì nó mấy 2-3 ngàn người nó chia làm 3 nhóm. Một nhóm không chữa gì cả, chỉ theo dõi, đến khám bệnh, theo dõi, thử máu, chụp ultrasound, chụp MRI để theo dõi xem cái ung thư nó tiến triển làm sao. Một cái nhóm mình đưa ra làm radical prostatic, tức là mình lấy hết cái nhiễm ở tuyến đi bằng mổ. Một cái nhóm nữa là làm radiation therapy, tức là làm chạy cobalt therapy hoặc radiation therapy. Thế thì ba nhóm đó, thì thưa quý vị, thì nó thấy rằng là
end point, tức là mấy người đó chữa hay không chữa rồi 10 năm sau hay 15 năm sau sẽ chết. Không phải, có thể không phải chết vì ung thư nhĩ hậu tuyến, nhưng mà nếu ung thư nhĩ hậu tuyến số người chết như thế ngang nhau, dù quý vị có chữa hay không cũng chết gần đó thôi. Nhưng mà nó có cái lợi là nếu quý vị cắt hết nhĩ hậu tuyến hoặc chạy điện, chạy xạ trị đấy, thì cái xác suất mà quý vị bị di căn nó giảm xuống còn có 50%. À, thế thì tốt. Vì vậy mà bây giờ người ta mới ngồi, tôi bảo nếu thế thì chẳng chữa nữa, đừng có chữa. Nhưng mà thực sự ra cái đó cũng không đúng. Sau này thì ở bên Âu Châu nó có đưa những cái buổi trình diễn, cũng như tờ New England Medicine nó đăng cái bài đó xong rồi, tôi đi theo dõi tuần này tôi coi lại, nó biến luôn, tôi kiếm ngoài không ra nữa. Tức là nó thấy rằng quả thực là cái đó là sai. Thực sự nếu chúng ta biết sớm, chúng ta biết là nếu nó, chúng ta làm sao mà chúng ta là bác sĩ, chúng ta phải làm sao biết là cái biếu đó là biếu lành. Ung thư nhẹ, ung thư không phải độc tính lắm, không chữa theo dõi thôi. Còn nếu mình thấy nó ung thư mà ác tính nhiều đó, thì mình phải mổ lấy cho người ta, hy vọng người ta được ăn cả ngã vào không. Lẽ nhiên là mình, khi mình mổ như thế, mình phải cho bệnh nhân biết rằng là ông em ông nó, cái ung thư này nó, nếu mổ ra ông có thể ông sẽ bị đấy tiểu xón, bị bất lực, và có những biến chứng đó, nhưng mà người ta sẽ mổ. Bằng chứng là sao? Thưa quý vị, bây giờ người ta sẽ chụp MRI, để chụp MRI người ta sẽ thấy cái biếu nó nằm chỗ nào rõ ràng lắm. Người ta sẽ làm, hoặc sau đó người ta sẽ làm một cái loại là, thưa quý vị, nó gọi là PSMA PET scan, tức là nó làm chụp lên, từ đó nó sẽ định được cái bệnh nó lan truyền làm sao, và từ đó nó sẽ có thể nhìn cái hình, nó sẽ biết rằng là chúng ta ung thư của chúng ta nó độc lắm hay không. Nếu có thể độc lắm thì chúng ta phải làm biopsy để confirm cái đó, là chúng ta phải chữa cho bệnh nhân, chúng ta cho bệnh nhân cái choice để có thể chữa cho bệnh nhân, nếu không thì thôi. Nhưng mà như vậy cũng là một cái tiến triển, thực sự vẫn còn có nhiều hy vọng quý vị ạ, chứ không phải quý vị mà bị quý vị trong gia đình có người bị bố hay là anh của mình bị cancer prostate, thì mình khi mình 50 tuổi trở lên mình cũng nên đi thử xem, mình thấy bất thường thì mình theo dõi và mình chụp siêu âm và sẽ tốt cho chúng ta, và như vậy là chúng ta sẽ đỡ được. Và cuối cùng là nếu chúng ta muốn bị ung thư nhĩ hậu tuyến rồi thì chúng ta phải ăn rau và tập thể dục điều hòa, đi bộ, tập thể dục hòa và gần đàn bà, tức là gần vợ mình ấy, thì chúng ta sẽ giảm được ung thư nhĩ hậu tuyến và chúng ta sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh hơn, và cái xác suất người ta thấy là cái bệnh nó sẽ không phát triển nhanh được và chúng ta sẽ sống lâu hơn. Đó là cái bản tin cuối cùng mừng cho chúng quý vị. Là đàn ông thì chúng ta có thể bị nhĩ hậu tuyến lớn, nhưng mà nếu chúng ta không bị ung thư, chúng ta đừng có sợ, chúng ta chỉ việc uống thuốc thôi, hoặc là cắt nó đi, nạo nó sạch, lấy hết tế bào ra thì chúng ta sẽ bình thường trở lại, chúng ta uống thuốc. Đến đây chúng tôi xin phép tạm ngưng chương trình tại đây, xin hẹn quý vị trong tuần tới. Xin kính chúc quý vị một tuần lễ được sức khỏe dồi dào, mọi sự như ý và hạnh phúc tràn trề. Xin quý vị đừng mất hy vọng nếu quý vị chẳng may bị ung thư nhĩ hậu tuyến hoặc là bị sưng nhĩ hậu tuyến, chỉ việc uống thuốc cẩn thận, đi khám người bác sĩ gia đình của mình cũng như bác sĩ về tiết niệu là quý vị sẽ ok.